Thưa quý vị và các bạn, từ hàng nghìn năm trước, người Việt Nam đã biết dùng thảo mộc. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại bận rộn ngày nay, thật khó để chúng ta dậy thật sớm chất chiêu tinh túy của thảo mộc trong từng khâu gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến. Thấu hiểu được điều này, nhiều doanh nghiệp trong nước đã tiên phong đồng hành cùng người Việt, trở thành những nhà vận chuyển tinh hoa thảo dược từ những vùng trồng dược liệu sạch đến tay người tiêu dùng, thông qua sản phẩm trà thảo dược sạch. Tía tô hay còn gọi là Perilla frutescens là một loại thảo dược quen thuộc tại châu Á với nhiều ứng dụng rộng rãi, chứa đựng các giá trị về y học và dinh dưỡng. Với những tiềm năng về mặt sức khỏe, đặc biệt là xu hướng sử dụng thảo dược trong chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật ngày càng được ưa chuộng, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Gigahub Việt Nam, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực trồng và sản xuất trà thảo dược tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế, đã cho ra đời sản phẩm trà tía tô gold với các nguyên liệu thảo dược sạch và phương pháp sản xuất đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn. Để làm được điều này, ngay từ khi mới thành lập, công ty đã tập trung phát triển vùng trồng nguyên liệu sạch và bền vững, không sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích và phân bón hóa học. Vùng trồng của công ty thì đã được Cục Bảo vệ thực vật Hà Nội cấp, đó là vùng trồng an toàn. Trong đó thì sản xuất chính là cây rau má và cây tía tô. Ngoài ra thì công ty cũng đã phát triển các vùng trồng kết khác như ở Hòa Bình, ở Yên Bái, ở Sapa, quanh ngoại thành Hà Nội thì có ở dưới huyện Mỹ Đức. Việc kiểm soát chất lượng vùng trồng nó vô cùng quan trọng, nó là yếu tố tiên quyết để cho ra được một những cái chất lượng của sản phẩm đầu ra. Chi tiết hơn thì việc kiểm soát vùng trồng của công ty thì đã có những quy trình bảng biểu hướng dẫn cho công nhân rất chi tiết, từ danh mục phân bón, quy trình kỹ thuật canh tác làm sao. Đối với vùng liên kết thì khi công ty cũng áp dụng đúng quy trình chuẩn của công ty, đặc biệt là để hướng tới tạo ra những vùng trồng sạch để mang lại những cái sản phẩm chất lượng cao cho người tiêu dùng. Tía tô thường được thu hoạch khi cây đạt độ trưởng thành tối ưu, trung bình khoảng 2-3 tháng sau khi gieo trồng. Thời điểm thu hoạch lý tưởng là vào buổi sáng sớm khi lá còn tươi và chứa nhiều tinh dầu. Có hai phương pháp chính để sấy khô lá tía tô. Sấy tự nhiên bằng cách phơi lá tía tô dưới ánh nắng mặt trời hoặc nơi có gió thoáng mát. Phương pháp sấy máy sử dụng máy sấy chuyên dụng ở nhiệt độ thấp, khoảng 40-50 độ C. Đây là phương pháp nhanh chóng, hiệu quả và giữ nguyên dưỡng chất của lá tía tô. Lá tía tô sau khi sấy cần đạt độ khô nhất định, thường là khi lá trở nên giòn và dễ vỡ. Độ ẩm của lá sấy khô phải đạt dưới 12% để đảm bảo chất lượng và thời gian bảo quản lâu dài. Đối với sản phẩm trà tía tô gold, bên cạnh nguyên liệu chính là tía tô, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Gigahub Việt Nam đã nghiên cứu công thức phối trộn với đông trùng hạ thảo, gừng và cỏ ngọt để mang lại hiệu quả tối ưu cho người sử dụng. Trong đó, đông trùng hạ thảo được khoa học chứng minh có tính chất chống lão hóa, chống khối u tiềm năng, giúp quản lý bệnh tiểu đường, tốt cho sức khỏe tim mạch, hỗ trợ kháng viêm. Gừng với vị cay, tính ấm, giúp thông khí, chữa cảm lạnh, tốt cho tiêu hóa, giảm cholesterol và ngăn ngừa tiểu đường, hỗ trợ giảm cân. Cỏ ngọt được biết đến là một chất thay thế đường vừa an toàn, lành mạnh, vừa đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tất cả những nguyên liệu phối trộn này đều có nguồn gốc từ các cơ sở nuôi trồng sạch, uy tín. Sau khi sấy khô đạt tiêu chuẩn, tía tô được đưa vào máy nghiền nhỏ thành bột mịn hoặc theo kích thước tùy theo yêu cầu sản phẩm, phù hợp để sản xuất trà. Quá trình này được thực hiện bằng các thiết bị xay nghiền chuyên dụng để đảm bảo độ mịn và đồng đều của bột lá. Các nguyên liệu phối trộn gồm đông trùng hạ thảo, gừng hay cỏ ngọt cũng trải qua công đoạn nghiền tương tự. Tiếp theo, các nguyên liệu sẽ tiếp tục trải qua công đoạn sấy. Theo đó, công nhân phụ trách sẽ điều chỉnh nhiệt độ và thời gian sấy phù hợp với từng nguyên liệu nhằm đảm bảo giữ được tốt nhất dược tính và hương thơm tự nhiên của từng loại thảo mộc. Nguyên liệu sau khi sấy hoàn thiện sẽ được đóng bao và chuyển tới kho bảo quản với nhiệt độ phù hợp, sẵn sàng cho công đoạn cuối cùng để tạo thành sản phẩm trà tía tô gold, đó là phối trộn nguyên liệu. Với hệ thống máy trộn tự động, công nhân chỉ cần cân chính xác từng loại nguyên liệu theo công thức đã định, máy móc sẽ hoàn thành các bước còn lại. Có hai công đoạn chúng tôi đặc biệt lưu ý, đó là công đoạn sấy và công đoạn trộn nguyên liệu. Ở công đoạn sấy thì chúng tôi đã sử dụng hệ thống lò sấy đa tầng và đối lưu. Chúng tôi sấy nguyên liệu ở nhiệt độ là 110 độ C và thời gian là 8 giờ. Ở ngưỡng nhiệt này thì cái lượng tinh dầu tía tô nó không bị bay hơi mất, và cái sản phẩm trà tía tô gold chúng tôi đã lưu được cái hương tía tô nguyên gốc nguyên bản của nó. Còn ở công đoạn trộn thì chúng tôi bằng những cái kinh nghiệm sản xuất thực tế, chúng tôi đã đưa ra được cái định lượng về công thức và tỷ lệ giữa các nguyên liệu
phối trộn với nhau. Và chúng tôi giám sát nghiêm ngặt việc cân và trộn các cái nguyên liệu này sao cho đúng công thức. Còn về hệ thống máy trộn thì chúng tôi sử dụng hệ thống máy trộn bán tự động, đảo chiều và thời gian được cài đặt sẵn ở một mức. Khi đó cái sản phẩm chúng tôi được trộn lên rất là đồng đều, hòa quyện và đưa ra được chất lượng sản phẩm cuối cùng là tốt nhất. Bao bì đóng gói trà tía tô luôn đảm bảo kín khí, chống ẩm và bảo quản được hương vị tự nhiên của trà. Các loại bao bì phổ biến gồm túi trà lọc dùng để đóng gói bột trà tía tô và các túi nhỏ tiện lợi cho việc pha trà. Và hộp hoặc túi kín khí dùng để đóng gói lá tía tô cắt nhỏ hoặc bột lá tía tô. Tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Gigahub Việt Nam, trà tía tô gôn thành phẩm sử dụng máy đóng gói tự động trong phòng kín, cài đặt chính xác trọng lượng để đóng gói sản phẩm nhanh chóng và chính xác. Công đoạn đóng hộp và dán bao bì được thực hiện bán tự động. Trà tía tô được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao. Điều này giúp duy trì chất lượng và hương vị của trà trong thời gian dài. Trong quá trình phát triển thì những cái sản phẩm trà để hướng tới những cái chứng nhận về OCOP thì công ty cũng đã được Sở Nông nghiệp và Chi cục Phát triển Nông thôn cũng như Văn phòng Điều phối Nông thôn mới hướng dẫn tận tình chi tiết từ quy trình sản xuất và tập huấn để cho cán bộ nhân viên của công ty nắm bắt được những quy trình sản xuất an toàn để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao. Một phần để giúp cho công ty tiến tới trong tương lai gần để có những bước tiến xa hơn nữa. Quy trình sản xuất trà tía tô đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận ở từng khâu, từ chọn giống, trồng, thu hoạch, sấy khô, xay nghiền, phối trộn, đóng gói, bảo quản cho đến kiểm tra chất lượng. Mỗi bước đều có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và hương vị của sản phẩm cuối cùng. Việc tuân thủ các quy trình này không chỉ giúp sản phẩm trà tía tô giữ được dưỡng chất và hương vị tự nhiên mà còn đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Quý vị thân mến, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên và thảo dược do nhận thức ngày càng cao về sức khỏe cũng như lợi ích phòng ngừa bệnh tật của các loại thảo mộc mang lại. Các loại trà thảo mộc, trong đó có trà tía tô đã chinh phục được thị trường trong nước và có tiềm năng trở thành sản phẩm chủ lực mở rộng ra thị trường quốc tế. Nhiều quốc gia đang có xu hướng tìm kiếm các sản phẩm thảo dược mới lạ từ châu Á và các nhà sản xuất Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội này để xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, đặc biệt là các thị trường có nhu cầu cao như Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia phương Tây. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!